Ba loại thực phẩm hỗ trợ làm sạch mạch máu rất tốt. Những người bị mỡ máu cao nên ăn thường xuyên. Thứ nhất đó chính là giá đỗ. Đây là loại thực phẩm rất là quen thuộc. Giá đỗ được làm từ đậu nhưng giá trị dinh dưỡng lại cao hơn đậu rất nhiều nhờ quá trình nảy mầm. Ở trong giá đỗ rất là giàu chất xơ, vitamin C, có thể thúc đẩy nhu động mạch máu, cải thiện độ đàn hồi của mạch máu, tăng tốc độ lưu thông bài tiết cholesterol xấu, mỡ xấu. Vì vậy, đối với những người bị huyết áp cao, ăn giá đỗ thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa được tình trạng bệnh này. Thứ hai đó là hành tây. Đây là loại thực phẩm có nhiều giá trị dinh dưỡng nhưng có mùi hơi khó chịu, vậy nên là nhiều người thường bỏ qua. Tuy nhiên, nếu như mà ai bị mỡ máu cao, chúng ta biết cách ăn thì nó sẽ giúp làm giảm lipid ở trong máu. Bởi vì ở trong hành tây có dầu, một chất có thể giúp làm giãn mạch máu, hỗ trợ làm mềm mạch máu rất tốt, nên là sẽ loại bỏ những cái chất độc như là cholesterol, lipid ở trong máu ra khỏi cơ thể, giảm độ nhớt quả máu. Nhờ vậy có tác dụng rất là tốt trong việc giảm lipid máu. Thứ ba đó chính là táo. Nhiều người khi ăn táo thì thấy nó có vị chua chua ngọt ngọt, nghĩ đây là một loại thực phẩm có tính axit. Tuy nhiên trên thực tế thì táo là loại thực phẩm có tính kiềm nhẹ, và ở trong táo thì có một chất có tên đó là pectin. Đây là một loại chất xơ hòa tan ở trong nước. Thường xuyên ăn táo thì sẽ giúp thúc đẩy nhu động mạch máu, kịp thời bài tiết cholesterol dư thừa ra khỏi cơ thể và làm giảm mỡ máu. Đối với những người có lipid cao, kiên trì ăn mỗi ngày một quả táo sẽ hỗ trợ cải thiện tình trạng bệnh rất tốt.